Đây là một chiếc clip sẽ nói về từ yabai, là một cái từ mà các bạn có thể nghe được rất là nhiều trong giao tiếp cuộc sống hàng ngày. Thì clip này mình sẽ giải thích cho các bạn hai phần. Phần đầu tiên đó là nghĩa gốc của nó, và phần sau sẽ là cái nghĩa mới mà người ta dùng trong những cái năm tháng gần đây nhá. Thì đầu tiên đó là nghĩa gốc. Thì cái từ yabai ở trong nghĩa gốc nó sẽ thường được dùng với cái ý nghĩa hơi mang tính chất tiêu cực nào đó, diễn tả cái trạng thái hay là cái tình trạng nguy hiểm. Ví dụ như là yabai, keisatsu ga kita, nige yo, là gì nhỉ? Ôi chết rồi, cảnh sát đến rồi, chúng ta trốn thôi. Đó là diễn tả một cái trạng thái rất là nguy hiểm nhá. Hay là aizu yabai shoubai yatteru rashii kara kakawaranai hou ga ii yo, là gì nhỉ? Ôi cái tên đó họ nó đang làm những cái gọi là buôn bán rất là gì nhỉ? Rất là nguy hiểm đấy, thì nên là không có liên quan gì tốt hơn. Hoặc là yabe okureru, là gì nhỉ mọi người nhỉ? Cái từ yabai nó biến âm thành là yabe, thôi chết rồi, thôi xong rồi, nguy rồi, muộn mất rồi. Thì đó là cái nghĩa gốc của từ yabai, hoàn toàn mang ý nghĩa tiêu cực. Còn lại từ yabai trong những năm gần đây thì khi được sử dụng sang nghĩa mới thì nó sẽ có hai cách dùng như sau. Thì cách dùng đầu tiên là nó sẽ được sử dụng gần như một phó từ và thể hiện một cái mức độ cao nào đó. Và các bạn để trong những cái câu văn này, nó sẽ rất thường hay đi kèm với từ kurai để thể hiện cái mức độ đấy. Ví dụ nhá, kongetsu yabai kurai o kane ga nai da kedo, nghĩa là gì nhỉ? Nghĩa là tháng này nói về cái mức độ đang thiếu tiền của tôi là gì nhỉ? Rất thiếu tiền, rất không có tiền. Nó sẽ bằng với nghĩa là totemo yabai kurai trong trường hợp này nhá. Hoặc là kadai ga yabai kurai deta doushio, là gì nhỉ? Ôi dồi ôi, bài tập ra nhiều quá thể là nhiều, làm thế nào bây giờ? Thì chỗ này nó thể hiện cái mức độ là rất nhiều nhá. Hoặc là yabai kurai onaka ga ittai, biong ni itta hou ga ii kana, là gì nhỉ? Trời ơi, bụng đau quá, rất là đau á, nên là chắc là mình nên đi viện thì tốt hơn nhỉ. Đó thì cái nghĩa đầu tiên các bạn nhớ cho mình nhá. Yabai kurai rất là hay theo một cặp, diễn tả một cái mức độ rất lớn nào đó. Còn lại nghĩa số 2 thì cái nghĩa này cũng rất là hay được dùng này mọi người. Nó sẽ mang ý nghĩa không phải là tiêu cực nhá, mà là khẳng định mọi người ạ. Ví dụ mình có một cái bánh đúng không? Mình tròn một ăn. Kono keiki yabai, oishii sugiru, là gì nhỉ? Ôi, cái bánh này ngon thế, đúng không nào? Thì tức là cái yabai chỗ này thể hiện mang cái ý nghĩa tích cực như vậy mọi người nhá. Hoặc là bây giờ mình đi xem mua thú bông chẳng hạn, nugurumi, xong rồi mình bảo là yabai, zenbu kawaii, đúng không? Ôi dồi, trời ơi, cái nào cũng đẹp, cái nào cũng đáng yêu luôn á. Đó, tức là nó không phải là chết rồi gì nhá, mà là gì nhỉ? Ôi dồi, sao mà nó đẹp thế? Tức là mang ý nghĩa tích cực như vậy nhá. Hay thì đó là cách dùng của yabai ở trong những năm gần đây với cái ý nghĩa mới, thì các bạn có thể tham khảo. Hãy và hẹn gặp lại các bạn ở trong những clip tiếp theo nhé. Bye bye.